Rồi, bên chào cả nhà nha. Hôm nay anh em mình lại sớm nữa cả nhà. Hôm nay thì anh em mình đặt được là có khách đặt, có chú Hoàng đặt được cho anh em mình là được 10 cái thịt heo quay á. Hôm nay anh em mình quyết định sẽ làm một trận heo quay lớn nha cả nhà. Đây là phần thịt anh em mình rửa để khô sẵn nè. Cho con gửi lời cảm ơn chú Hoàng nha. Vợ chú Hoàng cũng đặt ủng hộ anh em mình 30 con gà cả nhà, nhiều lắm rồi. Bữa nay thấy anh em mình quay ba thịt ba gọi á, rồi đặt heo quay heo sữa nữa. Nên chú Hoàng sẽ đặt anh em mình 10 kg. Bây giờ anh em mình nướng, tranh thủ nướng nè, sáng 9 giờ rồi chú cho người đến lấy á. Ba anh em con cảm ơn chú Hoàng nhiều nha. Bây giờ để mấy anh em con chuẩn bị cái này thì hồi nãy bên rửa để khô hết trơn rồi. Bây giờ thì bên sẽ cắt ra giống như là gọc 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 ra cái nha. Sau đó bên chuẩn bị sẵn cái tô rửa ướp luôn nè. Tô rửa ướp này thì cho 15 kg thịt. Cái này là 15 kg mấy, gần 16 kg á. Bây giờ tụi con nướng thì chắc còn lại tầm khoảng 10 kg á. Mình sẽ khứa vậy nè, cho nó thấm gia vị vô phần trong á, với lại nó sẽ gịnh nước, nó dễ, nó mau chín hơn nữa. Chứ mình ướp ở ngoài không thì nó sẽ không ngon. Nè, cái này phần ba chỉ nha, các con thịt luôn nè. Nè, các con nè, thịt nhiều hơn mỡ không? Dạ. Yeah. Cái này là khách đặt nên quay theo ý khách á. Chú kêu con lựa cái phần nào thịt nhiều nhiều nha, nên sáng con đi sớm xuống con dặn chỉ mà chỉ gọc sạch ra, con xuống tới dưới mà con kêu chị để nguyên đi, chị để nguyên mẹ sườn đi, con xuống rồi con coi chị cắt sao. Đây mình đã cắt hết rồi nè cả nhà, cắt nó cho nó gây vậy nè. Này tự nhiên đâu cũng đèn nó bị gì kỳ, ba bốn lượt luôn. Tôi với vậy anh em đã chuẩn bị xong rồi nha, trong 10 kg thịt đó, 2,5 kg là bên ướp rồi bên tăng gia vị lên. Cái tôi như vậy này bên chuẩn bị sẵn luôn, này thì dùng tay luôn chứ bây giờ nó ngon. Đây anh em mình để cho nó vô xẻ tưới nước giấm với chanh rồi nè cả nhà, 50 nha, thấy đẹp chưa, bốc khói luôn á. Bây giờ cào lửa ra để cho người ngồi, cái anh em cho nó lên vàng nha. 5 cục 15 kg thịt, 15 kg thịt nướng mà không biết còn được 10 kg không, để chút xíu nữa bên nướng xong rồi bên sẽ ghim thịt cho nó ra thôi. Làm kinh 2 cục thôi, kinh 3 cục nói không cho lên vàng quả cả nhà. Đây còn 3 cục nữa nè, canh bự nhỏ nha. Cục này cũng là cục đứng thứ hai trong top cục bự nhất. Nay nhìn thấy đẹp của ta, nó đều quá, không như con gà. Con gà nó bự lên bự xuống. Đó, em nói là em siêu to khổng lồ á. Cho gõ từ từ. Cho nó nằm mé sâu. Cái gà. Nặng hơi quá, nặng không nổi nữa. Em găm vô chua. À, tôi dễ tính thôi mày. Ba cái mùi gia vị phải không? Gia vị. Cái gì ngủ dư hương cái nha. Lên nồi nướng lại lên màu lên mùi thơm lắm. Đó ngon luôn. Mong là nó sẽ thành công. Cũng như đi lên chế chả mà vẫn còn ngon cho chú Hoàng hớt thử. Đây chưa cả nhà. Vàng nó tơn rồi nè. Để em đổ gì tí hai con mẹ. Cái canh sao cho ngon là lắm rồi. Ơi quá đẹp luôn, không biết cái hồng hơi nó khô nó sao thôi à, chứ tạm thời bây giờ là rất nhìn rất là tươi, rất là sáng luôn. Cái cục này bự quá, siêu to khổng lồ không. Đau quá cả nhà ơi, bây giờ là từ nãy giờ anh em mình quay được nửa tiếng rồi nè. Đây cho cả nhà xem nha, nó vàng tươi luôn nè, vàng hơn nãy rồi. Còn khi mà nó ra dầu rồi cái nhà, cái nó không có vàng nữa, bắt đầu nó chín nó khô chứ nó không vàng nữa, thì cái nhà thấy đẹp không. Bây giờ anh em mình rất là ăn ý luôn, nhưng mà để nguội rồi gửi lên tới chú, lên tới Sài Gòn rồi không biết nó bao xa, nó xa quá nó như thế nào thôi, chứ bây giờ thật sự là anh em mình rất là hài lòng luôn. Ngon lành, ngon lành chưa, quá ngon. Tăng điểm nó lại không? Có kiều kiều mấy cái mà gia vị rất là mẹ cái nha. Giờ nó vàng tươi luôn rồi nè. Quá đẹp luôn. Cái anh em mình để ra quay chừng 15-20 phút nữa anh em mình sẽ máng ra. Giờ 7:30 rồi, đi xuất.
Ui. Ui. Nè, em gõ cho thầy coi. Thịt. Chỗ cái cục này coi. Nghe kẽn luôn ha. Chỗ cái cây nghe kẽn luôn á. Cái này phải để khô lại nữa mới ngon cái nha. Chứ tưởng là đi chiến cục. Đi chiến cục quá nặng quá. Hai anh em mình sẽ cân thử 15 kg thịt, không biết còn được nhiêu à. Anh em mình sẽ cân lại thử coi xe này có anh chị cô chú nào đặt á, anh em mình sẽ dễ tính hơn. Thấy chưa? Rất là giòn luôn cái nha. Lên luôn. Nước nhiễu. Ôm cái bờ kia xuống nha béo. Kinh nổi một chỗ luôn hả? Quằn tay luôn. Quá đẹp luôn cái nhà ơi. Nghe còn tiếng sôi luôn cái nhà. Nghe nghe không? Không là lên tới chú hay tầm khoảng hơn 2 tiếng hồ nó vẫn còn giòn. Là anh em mình quá thành công. Công cây luôn. Công cây luôn, cái cục đó là cục siêu to khổng lồ. Thấy chưa? Ở trên mẹ không đủ luôn. 10 kg mà đâu ít béo, 15 kg thịt mình quay còn như đây mà. Rồi, nó gõ bớt chút đi tính. Ok. Đây là phần rau anh em bên chuẩn bị rồi nè cái nhà, một bịch rau găm. Chút xíu nữa bên sẽ gói cái phần thịt lại bên để lên trên á. Đây là dưa chua nha cái nhà. Đúng rồi, ướp dưa chua tí đường. Đường với đi nước mắm đi tỏi. Đây chuẩn bị sẵn sàng hết. Ủa nước chấm, nước tương nha cái nhà. Thấy chưa, này nè. Nó nguội lại, nó dỗ lại còn đã nữa. Bây giờ anh em sẽ cho nó vô nha. Cố với bạc lại. Các cái bạc dao hết hồn chứ. Cái bời mà có miếng thịt đó chứ mình thấy kẹo ẩu lắm. Thử coi có kêu bỏ mỏ không? Không, không. Ngắt, ngon lắm. Chim với tờ chim luôn. Dạ, hai anh em ở nhà đi. Tùy nha. Ok. Chết đồ là đem chụp không cái nhà. Quế gần gần nè, hái thịt. Rồi, bên chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Sáng lấy heo, bữa nay ăn bán heo nướng thì bên sẽ cho hai anh em ăn lòng heo nướng. Này bên hồi nãy lúc sáng á đi mua có hết thấy ít lòng cuộc non mới dọn ra ngon lắm cái nha. Nên hôm nay thì bên sẽ làm sẵn lửa than á. Bên làm cuộc non nướng nha. Cuộc non nướng ăn với bún. Sẵn cho anh em thưởng thức đồ nướng sẵn luôn à. Okay, sẵn okay. Dịp, sẵn dịp. Đây vườn rau đẹp quá bé ơi. Nó xanh tươi lên nhìn tâm hình quá tươi đẹp luôn á. Cái nhà thấy mấy cái nó non lá mọc mọc không à. Chờ bữa gán gãy tàu bên kia ngon lành cái đầu lá xanh lên giống bên đây luôn. Ok. Lá quế mà cắt vậy ăn biết khi nào cái quế nó mới tàn. Đó là nhà thì bị chút đổ ớt á. Đâm to ớt luôn, hơi khói đâm bùm bùm cái này xem. Cái là rồng non ngon ngon cái này. Rất là tươi luôn. Mới ginh gao lấy thịt heo về bán cái mình thấy nó không bị lụm luôn. Nghe cho hai anh em ăn lòng ngon bữa. Cái này ăn giống lòng bò. Đây là gục ngon rồi gục phèo lỡ thì nó hơi đắng. Cái là ngon, ngon lắm. Ngày nướng nướng sa tế cho hai anh em ăn bún bữa. Sẵn chúc mừng luôn. Mình cắt cái này ra cái đã. Cắt theo chiều gột kia này cả nhà. Hơi cái mình quấn quấn xe xe vô cái cây. Nay có cây nướng heo sẵn luôn nè. Tiện quá ha. To
Trời ơi, tao tính nó tơ rồi đó. Thanh niên cơ hội. Này có cái dao cắt ngon lắm á. Ý là xin dao luôn mình ơi. Cầm mày vô, ra một chén nước ướp rồi. Không quay mặn mặn đâu nha. Đây ngọt ngọt nha, lòng này mau chín lắm. Ngon này mau chín lắm. Xẹt xẹt có lửa là chín hả? Sẵn có lửa than đó, thấy hay ghê không? Lửa than đó dòng xỉa vô cái xiên que, cái mình quay vòng vòng. Ok. Cho thêm tí cà tế vô nha cái nha. Để cho nó tan lên. Cho ngoài lòng vô đây. Còn nổi chuyện gì cũng khá khá nè. Nhiều, như em thấy nhiều à. Trời ơi, hai anh em ăn mà đi, hai ăn cái này thôi. Mít lòng. Rồi sao Minh? Thử chú hàng sao Minh? Thôi đâu. Giận luôn. Rồi làm cho ăn xong đi tính sao. Ông hơi ha, ông lên giọng rồi mình túm lại. Túm lại ghê, cái còn đây còn kém món ngon. Rồi xong luôn. Cái băng ken quấn lại cho mình dục kinh. Nguy hiểm với hai tội quá. Thôi dục kinh nè. Mình chữa đầu mình chết họ. Còn thế không ha? Quán kiểu này sao hết lòng thôi. Cái này là một cây là anh em mình không hết luôn á. Vậy là lấy thêm cây nữa. Rồi, xin chú Minh. Rồi, cầm đây cầm. Ồ, vậy bao hết. Hết không? Bao hết rồi, hỏi tôi hết không? Thiết. Sau một hồi dồn ép, anh em mình đã được một cây xúc xích. Quá trời bự luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đâm một cái cây xiên vô nha, đem ra ngoài quay. Ở ngoài nó sẽ khô và ở trong nó sẽ nó còn mềm. 50-50 luôn á. Còn mấy cái cục đó mình để hai cái xiên hai bên hả? Không, tính cho cá ăn. Nó bậy à. Để cho cá ăn. Hai này hiểu không à. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đó, còn anh. Đây là cái mới tàn cột của mấy miếng thịt hồi sáng. Mấy cục than tàn cột hồi sáng cái nè. Cái lòng này á, thôi ở ngoài thì Vin sẽ nướng cho nó vàng nha. Còn ở trong á thì nó sẽ còn trắng, tại nó không vàng vô tâm tới. Nướng xong á, thôi không nói rồi, hơi cho béo sự. Giống nó được. Than này còn ngon lành luôn á, nóng dữ lắm luôn cái nè. Mới bụng quá béo ơi, tưa rồi béo ơi. Chín bao chín. Giờ làm cho đẹp thôi. Chưa vàng, cho nó vàng cái nữa cho nó ngon cái nhỉ. Còn cái này là chấm nước mắm ăn được rồi nè. Nhập mỡ. Xì mỡ. Nhập mỡ. Chị tươi. Bỏ đâu giờ? Bỏ vô cái mẹt. Bỏ cái mẹ nhận không? Rút ra để chú ba lấy cái rút ra luôn con. Rồi đưa nó cây đó ra, đúng rồi. Ôi gà, nóng quá. Trước tiên rồi tụi Binh sẽ làm cái cục này chấm luôn vậy cũng mắm. Cục này hơi cắt ra nhỏ đi. Để ăn cho nhiều. Ăn gì không có găng nghe nhai biết nào đức. Nó hành găng cái này vô quai luôn. Cắt gì không nha. Cái khung à, cái khung này chén quá. Cái kia vừa đổ banh luôn cái nè. Xịt nước. Kéo tới con. Chia ra ha. Cái này không ngắn, cái anh em mình sẽ cắt ra cái nha. Cho vừa ăn à, nhìn cái mẹt nó hết ăn luôn á. Như đây xíu rồi. Cục đất của hai. Thôi đừng chơi chứ. Rồi ok vậy đi ha. Vậy. Cái này coi dễ thông. Ăn dũng nè. Dũng gì con? Chén nước mắm rồi. Ăn dũng nè. Dũng gì? Lọ, mặt cây lọ nói khai ăn dũng. Ba bên mời cả nhà ăn lòng nướng cùng ba anh em mình nha. Bé mời cả nhà. Con mời cả nhà. Tự nhiên thôi ăn dũng nè. Thì mấy đứa ăn dũng hay dính lọ á. Chơi gì mình nướng cái buổi tời đó không phụ mình, nó còn nói mình ăn dũng nữa chứ. Dính lọ. Mà dính lọ. Chơi ký. Cái gì con không nói nè. Rồi nói gì cũng nói, giờ dứt một cục thước thì tính. Nói gì nói đi. Cộng này hơi dài rồi. Đây cộng hơi ngắn chứ. Nè, tém vô nước cho anh chấm nè. Anh chấm ai làm sạch sạch đã mà. Ai làm á. Trời ơi. Ớt mới vô ha. Anh chép. Ừ, chép. Béo.
ăn đúng cục giữa á. Quá. Chèn vô bới hơi bị gãi không chứ à. Ừ. Non nướng vậy cái nhạc nó rất là mềm luôn, nó không có dai. Trời ơi, đó giờ mới ăn cái nạm món này à. Chứ cái nữa rồi. Thế bến luôn không? Ừ. Đó, thì đó. Thì nhờ chú Hoàng mua 10kg heo quay của mình cái béo được ăn ké cái món lòng nướng nè. Tụi con cảm ơn chú Hoàng nhiều nha. Rồi, cảm ơn chú. Một chú mua nữa thì tụi con được bồ lòng ăn nữa. Để chú ăn thử cái mấy mình nướng lên đã coi sao có đã. Chú mới quyết định lần 2, lần 3, lần 4, lần 5. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5, chủ nhật. Ngon quá mưa. Phần này vàng chắc giòn lắm. Nó rất là mềm luôn đó nha. Đúng rồi. Đúng cục non luôn. Thôi ăn đi vậy vậy. Nhìn miệng. Nhìn cái nha. Con quất cái. Ngon quá béo ơi. Ừ. Để đi Minh. Dạ. Cái này mà nhậu là tới bến luôn đó cả nhà ơi. Ăn cái này mấy anh nhậu là chuyện nữa. Ngon quá. Rất chuyên chỉ luôn. Mấy anh nhậu thì hôm món này nướng hơi lâu mà ăn rất là ngon. Nè hết cái bún chắc nè. Ngon. Ăn thật thôi, ấy thôi. Ruột thôi. Cái này anh em mình mua đúng là ruột non, cái nhà nó rất là mềm. Nướng kiểu này là nó chín như vừa chín tới á. Còn mình mua mà ruột lở thì ăn nó hơi dai. Ruột lở là ruột rắn rắn luôn ha. Ừ đúng rồi. Đây rút cái cục tới bến của chú Hai nè. Đó hơi coi chừng mạng. Hơi bự rồi. Coi chừng mạng. Mày giống con gì nè. Để cắn cái gậy ra hết đứt không? Không hết đứt thì nuốt luôn. Để hai chân kéo về. Cười. Lâu lâu kẹo chú không chú ăn cái mình cháu không cười. Con nghĩ phụ cho nha. Trời được, nó mềm. Nó mềm. Mềm ma, cái này vừa chín luôn á. Mềm. Rất là ngon. Cái này không nướng cao nào, nướng không sợ bị dai nè. Ừ. Hồi nãy nướng này lâu lắm mà nó đâu có dai đâu. Ừ, dai. Ừ. Cái nhà mà muốn ăn được lòng ngon là cái nhà 3 giờ sáng dậy á. 3 giờ sáng dậy. Nó có nhà mà có nướng giống như anh em mình, nó đừng thợ dai, nướng đại cho vàng vàng cho hôm. Nó khô chứ nữa ngon. Ừ. Ngon quá cả nhà. Không biết nói gì luôn. Ngon nhất là mấy cái miếng vàng vàng này nè cả nhà. Còn mấy miếng mé trong nó vừa vàng mà nó ở trong thì nó lại ngọt. Tôi gấp một lần hai miếng đi. Ham ăn cũng chứ. Đó đã hả? Ừ, đó đã. Mình cắt lá sen luôn. Nó cắt lá sen của mình luôn. Còn cắt đâu? Đừng gần giống đâu á. Đừng gần giống đâu. Nãy thấy cái mặt lĩnh nãy giờ. Mới nguyên, mới còn lình lĩnh nha. À, cái xe em nè, lá gì nguyên luôn. Bự quá, bự quá. À, miếng này chắc được. Miếng này cái bàn xay ở trong cái nè. Nhìn vô. Có cải chua nữa. Đậu, cải chua trời ơi, sáng nha. Cái này là hai chừa lại miếng á. Dán dai cho chú á. Ừ, ừ, vô. Ăn cái bàn xay nó tươi mỡ ra nó ngọt mà nó béo. Muốn xay xay đỏ óc rồi. Ừ. Mình thấy rồi Minh. Quá hấp dẫn. Cái này là bên làm nước mắm là đặc đặc cái nhà. Tặng mình chấm lòng. Chứ không ăn như nước mắm kia. Nó kia mình trang bún, mình trang thịt tự nướng rồi. Còn này thì bên làm đặc lại. Tụi mình sáng tươi, sáng là chơi ngủ tươi cái nha. Hai trò nướng xong tới 9 giờ mới chạy ra giao. Không ai mà như vậy, cái tên giọng luôn. Nè chú Tha, nướng chú Tha kêu con dậy nha. Đừng toán rồi, con thấy bắt máy rồi. Ừ. Người ta còn muốn sai. Sai rồi. Cái này hai miếng luôn nè. Nè dính lại với nhau nè.
mấy cái mà nó vàng ăn nó thơm ha. Giòn, nó giòn ở ngoài mà nó ngọt, nó mềm ở trong. Con. Ra luôn nè. Con cá miếng miếng. Đó, không dễ. Cưng quá, cưng quá. Cưng bởi tặng đó nha. Chưa tặng nha. Cái này lấy muỗng chút coi. Hết cái phần bún đây mà còn phần bún ở ngoài nữa, đặng hơi phần bún ở ngoài mình vô mình dùng hết á, mình sẽ cho con mẻ ăn. Cho mẻ ăn chứ cái này mà cho mẻ là nó ấy hết trơn á. Cái quần gì của mình nguyên con mẻ nó ra nhiều quá chứ mình đặt chỉ cái nè. Ngon quá, lòng ngon quá, đúng lòng non luôn á biết. Hồi lúc trước anh em mình mua cái thì cái lòng nó hơi bự cái nha, như cũng ruột kêu ruột non mà ăn về có khúc nó bị nhẫn nhẫn, cái nó bự hơn. Còn cái này đúng non luôn. Giờ sáng đem ra thấy tông ống ha. Ngày sáng bên mua về cô bé đâu thấy đâu, tại vì mình lấy về em chuẩn bị đồ á, chứ em bỏ vô ngăn mát á. Bé chắc chưa biết nay hôm nay làm được ăn cái gì đâu. Đúng rồi. Lúc mà lướng nướng xong rồi ra dao rồi Bin mới đem ra, em nó mới biết. Ngon quá. Đúng là mua đồ về còn non này. Dưa leo gấp đổ không được. Nên thằng Phi Bin lao bỏ vô chén nữa, Bin gắt nó luôn à, đổ chén hao quá. Thì hai thầy toàn thằng Phi ghê quá. Cái hết tầng hay chưa kìa. Sáng nay anh hai về tin của chị hai vậy? Không có, hay mua. Bữa nào mình cho chén ăn mình qua bệnh thì mình xin. Chú Hà hủ cửa thằng Thước, còn dòng ra sao con lấy. Cảm ơn hai làm cái ếch con cao. Nghe cái phần cái là biết dòng mà, nó dòng với bà. Có gì cũng chào bỏ coi nha. Nhít ốc luôn. Nhít ốc luôn. Ngon nhít ốc á. Nó không có vị gì rồi, nó đắng. Nó khô rồi, nó béo béo. Con nghe gì mà giòn dữ rồi Minh. Cá. Nghe miếng chua. Gì? Dữ chua hả? Dạ. Nghe gạo luôn á. Đứa ruộng này nãy nó căng rồi, nó bốc xì mỡ. Lúc mà nướng á, nó như bắn phóc bông rồi á. Chưa tới mà. Nhưng mắm này thì chan bún ít ít thôi. Cái này chiên nhiều quá, nó mặn lắm. Nó bị đậm. Nó đậm. Cái này là mình ăn bún chả giò ha, bún nướng gì á, thì mình chan trực tiếp vô á. Thì mình pha cho nó lỏng lỏng, ăn bún mới ngon. Còn cái này thì mình dùng để chấm á. Cái này ăn nóng ngon. Cái này mấy anh mà dùng để làm món nhậu á. Mấy anh chơi chiêu mà cắt cây khúc khúc vậy chẳng luôn à. Ướp. Nhưng mà trước khi ướp á, mấy anh trụng sơ vô nước sôi cái cho nó săn lại cái nha. Tại vì nó săn cái nó đâm cái ruột lại á. Mình cắt nó sẽ không có bị chảy nhân ra, hoặc là mình cắt cái thanh bự xíu vừa nướng vừa nhậu. Cái này rất là ngon chín. Phèo non này nè, có nhiều chú không biết chơi cách xào á, biết cách canh á. Cái xào khóm hay xào dừa chín tới ăn nó ngọt mà nó mềm lắm kìa, nó giòn lắm. Còn mình mà không biết xào, mình xào hơi hành dây mà. Hay hồi đó giờ hai phái ăn nhất là lòng gà nướng, mà mình kiếm lòng gà nướng không ra. Lòng gà hả? Ừ, lòng gà không. Ruột gà không cái nhờ. Cái này ướp tỏi ớt rồi nướng thôi. Ăn nó giòn nó mềm luôn á. Đó giờ em ăn lòng vịt không? Chưa biết ăn lòng gà bao giờ luôn.
Dạ. Không ra đặt gì cũng được. Ừ. Tại vì hay chợ hay không thấy, không thấy hay mua. Không ra thì đó giờ cứ ăn. Ừ. Nhưng mà giờ con ăn còn nấu hầm hay này kia thôi chứ cái lòng đó ít khi nào mà mấy món nướng nó có. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Thường nướng nhà đám tiệc cái gì nướng gà nướng vịt lòng cũng ít khi nào nướng. Thì cái mề với cái gan nướng nó sẽ bị khô. Cái lòng nướng thì ăn nó giòn giòn ngon lắm. Cái nhà đó hay cũng vậy vậy. Nướng thì lâu lâu nướng cái mấy cái lòng bộ lòng bỏ vô mấy món nước trong nhà thôi, đám tiệc gì đó. Trong tiệc lòng nó nhiều nó đem nướng. Còn Biên Biên mà mặn người con gà ở nhà mặn gà nướng là Biên bỏ mấy kỳ lợi mà Biên mới đem cái cục gà Biên nướng. Bún còn nữa nha. Cũng đậy. Mấy lần nướng gà giao vậy, nướng gà nướng này kia giao có của mình cũng khỏe không nha. Đây em nó ngồi lột ớt lột tỏi rồi những cái giặt mặt giao hả em mới làm nhiều. Có cái bữa nay nó hơi xấu. ngủ trưa mà 8 giờ mấy rồi nha điện. Con nghe chút kia. Trời ơi trời. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi con? 8 giờ. Ờ 8 giờ. Sáu rưỡi. Sáu rưỡi. Đó nè, bà chén này. Ủa, tá miệng miếng lộng nè. Bộ lòng nãy cắt ra nhiều lắm á. Mà hai anh em ăn giờ còn ngơi nữa nè. Ba anh em. Mình miếng thôi nha. Không ăn nữa đâu nha. Đừng có ép nha. Nò. Con này làm gì? Nè. Con này làm gì? Để tí nè. Để nào đó mình chú bụng nghe tiếng không? Đúng. Để cho cá nghe. Thôi không được, không cho cá được. Ba anh em tạm biệt cái nhà. Có ba cái nhà.